Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả S Channel. Và chúng ta đã có tên chuyên mục. Đây chính là chuyên mục hôm nay thăm nhà. Và ngày hôm nay thì mình sẽ trong vai một chàng trai trẻ. Vi sẽ ở trong vai là chị hàng xóm thân thiện mua nhà cho chàng trai trẻ. Mua nhà cho chàng trai không trẻ. Phải, không phải, là gì? Dẫn chàng trai trẻ đi xem nhà. Ok nhá. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã có mặt tại tòa chung cư Pen Studio tại số 699 Lạc Long Quân. Và ngày hôm nay thì bọn mình sẽ dẫn cho các bạn thăm một trong những cái căn mà rất là hot trong thời gian gần đây. Thực ra thì là những cái căn ở tòa này thì đa phần đều là những có một cái đặc biệt là đa phần đều là những căn nó gọi là kiểu duplex. Thì với tầng 14 này và các tầng khác nữa thì nó sẽ có là khoảng 21 căn trên một tầng. Và chúng ta sẽ có 5 thang máy, trong đấy thì sẽ có một thang hàng. Ngoài ra thì mình thấy rằng là ở tòa Pen Studio này thì cũng sẽ có đầy đủ các dịch vụ từ phòng gym, bể bơi, spa, nhà hàng, cả khu vực văn phòng nữa. Thì nói chung là nó sẽ rất là đầy đủ trong một tòa nhà như thế này. Ngày hôm nay thì cùng nhau thăm một căn đã được hoàn thiện mẫu ở tầng 14. À, đây đúng không? Wow. Anh đến xem nhà đúng không ạ? À đúng rồi, mình đến xem nhà. Vâng, ngày hôm nay là tôi sẽ mời anh vào xem căn hộ của tôi ở đây là 1408. À 1408, một căn rất đẹp. Mời anh vào xem ạ. Chị đợi em thay kính ạ. À rồi. Trời sáng. Ok, bây giờ thì chúng ta đang cùng nhau bước vào căn hộ ngày hôm nay. Về diện tích của căn hộ này thì sẽ có diện tích mặt sàn là 40m2. Còn diện tích sử dụng của chúng ta sẽ là 75m2. Bởi vì như mình đã giới thiệu, đây là một căn duplex, chúng ta sẽ có thêm một khu vực gọi là tầng 2 nữa. Gọi như vậy thôi, nhưng mà tí nữa thế nào thì mình sẽ lên tham khảo thêm. Ở đây thì với những căn hộ này thì mình thấy rằng là nó sẽ bao gồm cả căn cho thuê dịch vụ và cả căn nhà ở nữa. Giá thuê ở đây thì nghe nói là một căn như thế này sẽ có mức giá khoảng tầm là 1.900.000 một đêm. Đối với những căn mà người ta thiết kế và người ta thi công để thuê như kiểu là homestay, bạn trẻ kiểu muốn chill chill một đêm ở gần Hồ Tây Hà Nội. Thế thì em biết lý do tại sao chị lại giới thiệu cho em căn này rồi. Quay trở lại chuyên mục nhà nha, vẫn là review nhà đúng không? Nó sẽ có một khu vực ở bên ngoài là một khu vực tủ để giày ở đây. Nó cũng khá là gọn gàng thôi, không có gì đặc biệt cả. Ừ thì đấy, đấy, tủ để giày thôi, nó cũng sẽ khá là gọn gàng và nét ở phía bên trong khu vực gần cửa ra vào này. Ở đây chúng ta sẽ ngay khi bước vào sẽ có một cái khu vực nhà vệ sinh. Cái vân cửa này nó là vân cửa ngang, nhìn nó cứ bị lạ lạ nhỉ. Thế bình thường là sẽ là vân cửa dọc đúng không? Đây, khu vực toilet này thì đúng là toilet thôi. Chúng ta sẽ chỉ có một khu vực bồn cầu, lavabo rửa tay ở đây. Và sẽ không có bồn tắm gì cả. Nhưng mà đặc biệt ở trong này thì lại có thêm một cái khu vực nữa là máy giặt. Nó để âm tường, nó cũng khá là gọn gàng. Bởi vì căn này thì có lẽ rằng là người ta thiết kế để cho cả nhà ở nữa. Kiểu ví dụ chẳng hạn như người nước ngoài họ đến đây du lịch thì họ cũng có thể thuê căn này khoảng tầm 1 tháng. Nói chung là cái nhà vệ sinh này thì không có quá nhiều điều đặc biệt. Mặt sàn gỗ ở đây thì là sàn gỗ công nghiệp thôi, nhưng mà mình thấy nó cũng khá là ổn. Phía bên này chúng ta sẽ có khu vực phòng bếp nối liền với cả phòng ăn và nối liền phòng khách luôn. Tại vì căn hộ này thì mặt sàn tầng 1 chỉ có khoảng 40m2 thôi, nó khá là bé. Thế nên là các không gian là luôn được nối liền với nhau luôn. Và với căn hộ này thì là người ta xây dựng một bếp để cho thuê, thế nên là căn bếp thì cũng đơn giản thôi. Có khu vực bếp từ, bồn rửa, như là những cái trang thiết bị cơ bản, ví dụ như là bát đũa này, cốc này, bình siêu tốc này. Đặc biệt là ở bên này chúng ta có cả máy rửa bát. Đấy, thì các bạn mà đến chơi mà ăn uống nhậu nhẹt ở đây là không phải lo về vấn đề rửa bát, là có thể nhét thẳng vào đây. Đấy là sạch sẽ rồi. Máy rửa bát đến từ thương hiệu Electrolux Hà Nội nha. Rất là xịn. Bên này thì có tủ lạnh. Nhưng mà tủ lạnh em đã hy vọng là sẽ có kiểu Coca, nước lọc gì đấy. Đấy, có nước lọc. Có nước lọc. Thực ra là mình thấy là cái không gian khu vực gian bếp này thì thiết kế như thế này là khá là ổn với cái diện tích tổng thể của ngôi nhà. Nó nhẹ nhàng, không quá là nổi bật lên, bởi vì mình nghĩ rằng là không gian ở và không gian gọi là tận hưởng á thì nó sẽ là một cái điểm chính hơn của căn nhà này. Ra phía bên này thì đây các bạn thấy một cái biển nó rất là một cái bảng ấy rất là đặc biệt, là chúng ta sẽ có hình vẽ của tất cả rất là nhiều công thức toán học vật lý học ở đây, tan sin cos e bằng mc bình các thứ. Và bên này là có thêm hình anh Iron Man. Lúc đầu mình băn khoăn không biết là cái phấn này người ta vẽ bằng phấn ký là kiểu không xóa được luôn hay là xóa được, thế giờ mình sẽ thử. Xóa được đúng không? Xóa được mà, anh nhìn qua anh thấy xóa được đúng không? Được. Nhưng mà cái này cũng là một điểm khá đặc biệt nhỉ. Tự nhiên lại có thêm cái này nữa. Cái bảng kiểu này nhìn khá là hay. Nhưng mà cái bảng này thì bởi vì mình nghĩ là nó sẽ để matching, nó sẽ để hợp hơn với cả cái khu vực diện tích bên này. Đây, mời các bạn vào đây.
Tại vì là cái thiết kế chủ đạo của căn hộ này là thư viện. Đó, thế nên là sẽ có rất nhiều sách cộng với một cái bảng bên này cũng rất là hợp lý đó, đúng không? Tức là nhìn cái không gian xung quanh này thì người ta sẽ thấy không gian thư viện rất là rõ ràng. Cái màu sắc thư viện ở đây có cả những chiếc ghế cao để lấy sách này, hay là phần thang nữa. Cái thang gỗ này nhìn rất chill nhá, rất là đẹp. Cái này thì mình thấy là cái thiết kế kiểu này, nó thư viện kiểu này khá là hiện đại, mình khá là thích. Mình nhớ là mình đã từng đi một cái thư viện kiểu này rồi, ở bên Sinh hay bên Hàn gì đấy, kiểu này, nhưng nó to hơn, đương nhiên là nó to hơn rất là nhiều. Ở đây thì sách rất là đa dạng, mình thấy là từ các tác phẩm văn chương Việt Nam này, thơ này đấy, đến các cái tác phẩm như kiểu là Trăng Non, Trạng Vạng, một số tác phẩm văn học nước ngoài. Tức là cái này thì mình không biết nhé, với mình nếu mình thuê căn này thì mình không nghĩ là mình sẽ đọc sách, mình sẽ chụp ảnh với cả đọc sách này. Nhưng mà nói thế thôi, mình đâu biết đâu là có những người mà họ thực sự thích đọc sách tập thì sao, đúng không? Thì họ sẽ thích những không gian họ kiểu tận hưởng, relax, rồi có thể là đọc sách cũng được. Nghe nói nhá, theo mình vừa có hỏi bên chủ đầu tư thì mình hỏi rằng là căn này giá là bao nhiêu tiền, thì giá của căn này là khoảng tầm là 4 tỷ. Thì nếu mà các bạn mua căn này thì có khả năng là các bạn sẽ được tặng luôn đống sách này luôn. Nhưng mà đương nhiên phải bỏ thêm tiền. Ở bên này thì chúng ta sẽ có khu vực sinh hoạt, bàn ăn này và phòng khách. Ở không gian khu vực phòng khách này thì chúng ta sẽ chỉ có hai cái ghế sofa ở đây. Một chiếc ghế thì nó sẽ theo kiểu thoải mái kiểu này. Còn em thì em thích cái ghế này hơn. Nó hợp với em. Đoan trang đúng không? Đọc sách. Còn mình thì mình thích thoải mái và chill, nên mình thích cái ghế sofa này hơn, nó cũng êm hơn. Cái sofa của Vi đang ngồi thì nó hơi cứng. Nhưng mà mình thấy cũng vui ý, bởi vì chúng ta sẽ có thêm cả một cái khu vực loza ở bên ngoài nữa. Thì ngắm được view bên ngoài, đọc sách, rồi thưởng trà. Kể là căn này cũng phù hợp với cả những kiểu là gia đình trẻ, hai vợ chồng chưa muốn có con sớm quá, hoặc là các bạn sống một mình mà có điều kiện thì cũng có thể một căn như thế này. Rồi, bây giờ thì sẽ cho các bạn xem qua một chút xíu về khu vực lô ra ban công bên ngoài. Ban công này thì khá là bé thôi, cũng không phải rộng lắm, nhưng mà view thì cực kỳ tuyệt vời. Chúng ta sẽ có view nhìn ra bên này là sông Hồng này. Bên này là khu vực Hồ Tây này. Thậm chí ở đây có thể nhìn thấy là đu quay khổng lồ kìa. Chính xác. Nhưng mà thực ra là nếu như các bạn biết tận dụng ấy, một số gia đình nào đấy mình nghĩ là có thể trồng những cái sàn hoa ở xung quanh này cũng được. Hoặc là đặt thêm vài chậu cây ở ngoài này này. Cũng hay. Thực ra là bởi vì là diện tích của nó nhỏ đấy, là mình nghĩ là nếu mà chiều á, mà các bạn thực sự như gia đình nào muốn tận hưởng cái không khí thiên nhiên kiểu này thì hoàn toàn có thể mở cửa ra. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi lên phía khu vực tầng 2. Và cắt duplex nên chúng ta sẽ có khu tầng 2. Nhưng mà thực ra nói duplex thôi, nhưng tầng 2 này nó sẽ chỉ là một như kiểu một tầng lửng. Tầng lửng. Đây có một cái bức tranh. À đấy, anh đang bảo bức tranh này. Tôi biết, bức tranh này là của họa sĩ nào vẽ. Kiểu hiệp sĩ hoặc là nhà vua Alexander gì gì đấy, kiểu vậy. Nhưng mà chắc chắn đây là tranh của thời kỳ Phục Hưng. Thôi cái, nếu mà cái này thì nếu các bạn biết có thể comment cho mình. Bây giờ chúng ta đang có mặt ở trên khu vực tầng 2. Thì đây sẽ là một nơi mình nghĩ rằng là khá là tuyệt vời để những cặp đôi có thể hưởng thụ và lãng mạn. Thì các bạn hiểu ý mình rồi đấy. Nhưng mà đấy, ý mình như thế, chúng ta sẽ có một giường ngủ ở đây. Không phải là một chiếc giường ngủ có diện tích quá là lớn, nhưng mà đủ cho một cặp đôi rồi. Đúng. Trên này chúng ta sẽ chỉ có một cái thiết kế khá là đơn giản thôi, nhưng mà cái điểm đặc biệt và nổi bật là chính là khu vực như thế này. Em thấy rất là hay nhá, tại vì thường dạo này các khách sạn là hay có cái phong cách là cái kính này là trong suốt hết. Nhưng mà như căn này là có thêm một cái lớp rèm kéo này, em thấy là trông nó cũng sẽ kiểu lịch sự hơn. Nghe vào bên này thì chúng ta có một cái kệ để tivi này. Đó, với thiết kế này thì cũng khá là gọn gàng thôi. Và ở đây thì có một vài những cái hồng tủ này. Thì nếu mà đối với các nhà mà chuyển về đây để sinh sống ấy, có thể để thêm đồ trang trí vào đây. Đó. Đồ kiểu lưu niệm đúng không? Trên này thì mọi người có thể treo thêm tranh. Ở đây thì mình thấy là có treo thêm một cái word puzzle này. Cái này là tháo ra lắp lại được. Rồi, chúng ta sẽ đến với cả cái khu vực về bên trong này thì là wow. Sẽ có một cái khu vực gọi là bồn rửa mặt ở đây. Đó, thế này như kiểu là buổi sáng để đánh răng thôi đúng không? Nhưng mà cái thiết kế này rất là giống trong các khách sạn nhá, với cái màu tường, màu gỗ này này. Đó, em thấy các nếu mà các nhà thì ít khi người ta sử dụng cái màu tường này. Với sở thích cá nhân của mình, với khẩu vị của mình thôi nhá, thì mình thích những cái phần gạch nó kiểu sáng và tối màu kiểu này hơn là gạch trắng. Với cá nhân mình thì như thế. Ở đây có một cái tủ quần áo này. Tủ để đồ. Gọi là nhỏ thôi. Khá là bé nhỉ? Khá là bé. Chắc là để được tầm là vừa. Nếu như các bạn để ý thì những cái phần công tắc đèn ở trong căn hộ này thì chúng ta cũng sẽ có màu tối, màu sáng, nó trùng với cả màu của gạch luôn.
đi vào bên trong này nhé. Em rất thích những bồn tắm mà có phần kính nhá, ngăn cách giữa bồn cầu với khu vực tắm như thế này. Thì nó sẽ tránh được mùi và cũng để nước là cũng sẽ sạch sẽ hơn nữa, nó không bị bắn nước từ lúc các bạn tắm sang khu vực bên ngoài này. Ở đây thì chúng ta sẽ có khu vực tắm đứng và khu vực bồn tắm. Bồn tắm này nó thiết kế theo kiểu hình một phần tư hình tròn kiểu này rất là đẹp. Đấy, đây chúng ta sẽ có nhìn ra phía bên ngoài phòng ngủ. Khi nào mà muốn cái riêng tư thì kéo xuống như này. Khoe nhiều hơn thì lại kéo lên. Vì em là người thích riêng tư hay thích khoe? Em thì chắc là tùy đối tượng ở phía bên ngoài anh ạ. Thì bây giờ cứ cho như là em đi với người yêu đi thì thì em là thích khoe, thích riêng tư. Thế thì chắc là em sẽ để kiểu lưng chừng như thế này. This place is crazy. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá cũng như là tham quan xong một căn hộ In Studio tại 699 Lạc Long Quân. Thì bây giờ mình sẽ hỏi cảm nhận của Hà Vi về căn hộ này như thế nào. Nếu mà để nói là thuê một căn hộ này và ở cùng bạn hoặc là cùng người yêu thuê một ngày một đêm đấy thì em thấy rất là hợp lý và em rất là thích với cái phong cách như thế này, tại vì đây không chỉ là một cái căn hộ để cho thuê người ta trang trí cơ bản mà là người ta rất là đầu tư này về về concept này, về nội thất các thứ. Còn nếu mà để nói là để ở ấy thì nghĩ thì đây là một căn hộ hơi bé một chút, tại vì nếu mà để ở thì chắc là chỉ 2 người thôi ấy. 1 đến 2 người ở. 1 đến 2 người. Mình thì cũng có cảm nhận gần giống như là với cả Vi. Nói chung thì mình thấy rằng là thiết kế của căn này khá là đẹp, trẻ trung. Nó trang nhã vừa đủ, nó không quá đến mức cầu kỳ, vừa với cả các bạn trẻ hoặc là các bạn trẻ mà có các chị hàng xóm thân thiện thì đấy. Nếu như mà các bạn quan tâm đến căn hộ này thì có thể click vào đường link bọn mình sẽ để ở phía bên dưới. Mức giá thì như mình sẽ nói lại là nó sẽ rơi vào khoảng tầm 4 tỷ cho một căn với diện tích mặt sàn là 40m² và diện tích sử dụng là khoảng tầm 75m², như là căn bọn mình đang thăm ở đây. Sẽ có những căn có kích thước diện tích lớn hơn nữa thì các bạn cũng sẽ click lên bên dưới và mình sẽ để thông tin luôn. Thêm một điều nữa mà mình đánh giá cũng khá là hay là với căn M Library này thì chúng ta sẽ có thêm cả những cái menu ở từng phòng một. Đây chắc là một vài những món ăn kiểu ăn nhẹ thôi, mì tôm, mì cốc, rồi khô gà, bò khô, sữa chua các thứ. Nước một vài những kiểu là bia hoặc đồ nước ngọt thôi. Còn ngày hôm nay thì mong rằng là hôm nay thăm nhà thì cũng đã giúp các bạn sẽ có thêm một cái sự lựa chọn nữa cho cái tương lai của mình. Nếu như các bạn quyết định mua căn này thì có thể chia sẻ niềm vui đấy với bọn mình nhé. Có thể mời mình đến nhà chơi cũng được mà mình không ngại đâu. Rồi, còn bây giờ thì có lẽ sẽ phải xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những lần sau thôi. Và nếu các bạn có bất kỳ một cái địa chỉ nào, có một cái căn hộ nào đẹp, có thể của các bạn hoặc những người thân của các bạn cũng được, có thể liên hệ với bọn mình thì đấy là một điều mà mình rất là biết ơn tất cả mọi người. Rất là vinh dự sẽ được đến trải nghiệm những căn hộ mà các bạn giới thiệu. Ok. Còn bây giờ thì sẽ phải nói chuyện tạm biệt với các bạn thôi. Bye bye. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi chuyên mục của bọn mình nhé. Ok.